Xin chào quý vị và các bạn. Toàn miền Bắc đang nằm sâu trong khối không khí lạnh khô lục địa. Chính vì thế, chuỗi ngày thời tiết rét đậm về đêm vẫn tiếp diễn trong hôm nay cũng như cả tuần tới. Như tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ tối nay chỉ từ 14 cho đến 15 độ, sau giảm thêm từ 2 đến 3 độ vào đêm muộn và sáng sớm, trời rét buốt. Còn trưa chiều nay, trời nắng hanh và nhiệt độ đạt mức 23 cho đến 24 độ. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở mức cao nên quý vị chú ý để đảm bảo sức khỏe. Trong khi đó, ở miền Trung, mưa sẽ xuất hiện trở lại ở các tỉnh Trung Trung Bộ do gió Đông Bắc kết hợp với địa hình, nhiệt độ vì thế giảm nhẹ chỉ còn 22 cho đến 25 độ vào trưa chiều. Các khu vực còn lại có nắng và nhiệt độ duy trì ổn định. Thành phố biển Đà Nẵng nằm trong vùng mưa nên trời nhiều mây và có mưa rào ngắt quãng trong ngày. Tuy nhiên lượng mưa không quá lớn như đợt mưa vừa qua. Do có mưa và tác động không khí lạnh nên nhiệt độ ngày đêm ở mức thấp, trời lạnh. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong những ngày tạm giảm mưa nên trời khô ráo, có nắng vào trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ là từ 29 cho đến 32 độ, ở khu vực Tây Nguyên là 25 cho đến 28 độ. Đến tối nhiệt độ giảm nhanh, rét ở vùng cao và se lạnh tại Nam Bộ. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ ngày đêm đều dưới 30 độ, trời hơi se lạnh về đêm muộn và sáng sớm do ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán xuống phía Nam. Quý vị chú ý trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, một lưu ý với người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành miền Nam là chiều cường còn ở mức cao trong hôm nay cũng như 2 đến 3 ngày tới, nên nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông của mọi người. Đến đây, bản tin thời tiết trưa ngày 5 tháng 12 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.